Phương pháp 1. Theo dõi hơi thở. Trước tiên, chọn không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, không mùi, quần không quá chật gây khó chịu ở bụng. Bạn ngồi xếp bằng, ngồi kiết già hoặc bán kiết già, sao cho chân thoải mái. Lưng nên thẳng vừa phải, hai tay chạm vào nhau hoặc đan vào nhau. Từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, gương mặt thư thái an nhiên. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Tâm cứ theo hơi thở, cảm nhận hơi thở từ mũi xuống ngực và xuống bụng, từ bụng lên ngực và hơi thở ra lại đầu mũi. Tâm cứ duyên theo hơi thở ra vào suốt buổi thiền. Sau tầm 10 đến 20 phút trước khi xả thiền, hãy hít vào thật sâu, thở ra thật sâu, ba hơi như thế. Gương mặt giãn nở, thư thái, từ từ mở mắt ra. Thiền là một phương pháp đơn giản nhất, giúp tâm trí ta sáng, tâm bình khí hòa. Tuy nhiên, cần điều kiện. Điều kiện là mỗi người phải tự nỗ lực tu tâm dưỡng tánh. Mời các bạn xem đủ 4 phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ. Phương pháp 2. Thiền quán sát cơ thể. Không gian thiền nên yên tĩnh, ánh sáng nhẹ và không mùi. Ngồi xếp bằng, kiết già hoặc bán kiết già, sao cho tư thế ngồi thoải mái, lưng thẳng vừa phải. Người đau lưng có thể tựa lưng vào tường nhưng không nên tựa đầu. Hai tay chạm hoặc đan vào nhau. Từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, gương mặt thư giãn, thoải mái, an nhiên. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Sau 3 lần theo dõi hơi thở, tâm chuyển sang quan sát cơ thể. Cảm nhận mắt, ta may mắn mắt còn sáng. Cảm nhận tai, mũi, lưỡi, thân, ta may mắn còn đủ năm thức. Cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể, an ủi, xoa dịu nơi nào đang bị đau. Cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể cứ như thế suốt buổi thiền. Sau 10 đến 20 phút, trước khi xả thiền, hãy hít thở vào ra thật sâu 3 hơi. Gương mặt thư thái, từ từ mở mắt ra. Mời các bạn xem 4 phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ. Phương pháp thiền thứ 3, quán nhân duyên. Không gian nên yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, không mùi, quần không quá chật. Ngồi xếp bằng, kiết già hoặc bán kiết già, sao cho chân thoải mái. Lưng thẳng vừa phải, hai tay chạm hoặc đan vào nhau. Từ từ nhắm mắt lại, gương mặt thư giãn, an nhiên, thả lỏng toàn thân. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Theo dõi hơi thở vào ra 3 lần. Sau đó tâm chuyển sang quán nhân duyên. Quán xét lại những việc ta trải qua, những phiền não trong cuộc sống, những người thân thương, những người làm ta đau khổ. Quán những việc ấy, không phán xét, chỉ cảm nhận những việc đã xảy ra. Quán sự việc bằng tâm biết ơn. Biết ơn người đã giúp ta, cho ta phước lành. Biết ơn người đã tổn hại ta, giúp ta thành tựu. Mọi việc xảy ra đều là đáng xảy ra. Cứ quán như thế trong suốt buổi thiền. Sau 10, 20 hoặc 30 phút trước khi xả thiền, hãy hít thở vào ra 3 hơi thật sâu.
cơ mặt thư thái, giãn nở, từ từ mở mắt ra. Thiền là một phương pháp đơn giản nhất, giúp tâm bình khí hòa, tâm mang trí sáng. Mời các vị xem 4 phương pháp hành thiền Khải Toàn đã chia sẻ. Phương pháp thứ 4, thiền trụ tâm vào nhịp đếm. Nơi thiền nên yên tĩnh, ánh sáng nhẹ và không mùi. Ngồi xếp bằng, kiết già hoặc bán kiết già, chọn tư thế ngồi thoải mái phù hợp. Lưng nên thẳng vừa phải. Người đau lưng có thể tựa lưng vào tường, tựa lưng không tựa đầu. Hai tay chạm hoặc đan vào nhau, hai tay bắt bảo nguyệt ấn. Từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Gương mặt giãn nở thư thái an nhiên. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Cứ như thế 3 lần. Sau 3 lần theo dõi hơi thở, chuyển sang nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như thế suốt buổi thiền. Tâm trụ vào nhịp đếm. Người có đức tin vào pháp Phật có thể trụ tâm vào câu niệm Phật. Ví dụ, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Miệng niệm Phật, tâm nghĩ tưởng Phật. Cứ như thế suốt buổi thiền. Sau tầm 10, 20 hoặc 30 phút trước khi xả thiền, hãy hít thở ra vào 3 hơi thật sâu. Gương mặt thư giãn an vui, từ từ mở mắt ra. Phương pháp đếm là một phương pháp dễ ứng dụng nhất cho tất cả người mới tập ngồi thiền tại nhà. Mời các vị xem đủ 4 phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ. Khải Toàn cảm ơn các vị đã xem. Chúc các vị tâm thân an lạc.